Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 22 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách hàng đến từ Bắc Linh. Hôm trước thì các bác cũng về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn những chiếc máy hút ẩm rồi. Thì các bác về cửa hàng thì lại tiếp tục lựa chọn một chiếc máy mang mã số 276. Quấn đi em ơi! Chiếc này thì được sử dụng điện 100V và có dung tích hút là 16 lít trên một ngày. Vâng, những chiếc máy 16 lít thì tương đương với những chiếc 20 lít đấy. Vâng, vậy những vị khách hàng có nhu cầu đam mê yêu thích những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, điển hình như những sản phẩm là những chiếc máy hút ẩm, những chiếc quạt và những bộ dàn âm thanh từ tầm trung đến tầm cao cấp, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, trong thời gian gần đây thì cửa hàng cũng đã xuất ra thị trường rất nhiều những chiếc máy hút ẩm rồi. Thì các bác cũng đã sử dụng, biết những tính năng của những sản phẩm này rất là ok. Phòng thì khô thoáng, sạch sẽ. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.